Chiều qua, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đã có buổi làm việc với Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân và hệ thống chính trị cơ sở phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà về việc thực hiện các nghị quyết của Tỉnh ủy và các chính sách phát triển tại địa phương. Những năm qua, Ban chấp hành Đảng bộ phường Hương Chữ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hàng năm tăng so với giai đoạn 2015-2020 từ 14,5% đến 15%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, đời sống của nhân dân ngày càng khởi sắc. Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính, mối quan hệ giữa cơ quan hành chính với nhân dân được quan tâm chú trọng. Công tác xây dựng Đảng được coi trọng, công tác dân vận có nhiều chuyển biến, phương thức lãnh đạo của Đảng ủy, chi bộ có nhiều đổi mới. Tại buổi làm việc có những ý kiến kiến nghị liên quan đến phát triển nông nghiệp, đầu tư cơ sở hạ tầng như bê tông hóa các tuyến đường nội đồng, kênh mương thủy lợi, quan tâm đầu tư nhà văn hóa ở các tổ dân phố vì hiện nay đã xuống cấp chật hẹp, khó khăn trong công tác phát triển Đảng ở cơ sở, đề xuất hỗ trợ tăng mức phụ cấp cho Phó Mặt trận Tổ quốc và các đoàn chính trị xã hội phường và các đồng chí bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội ở tổ dân phố, chi hội trưởng người cao tuổi. Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao ý kiến đóng góp, trách nhiệm, sự cống hiến của các bí thư, tổ trưởng dân phố, trưởng ban công tác mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội ở tổ dân phố. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, xây dựng Đảng là vấn đề then chốt, cần có giải pháp để nâng cao chất lượng của cấp ủy, xây dựng tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ cấp ủy. Để thực hiện điều này, cần phải thực hiện tốt phương châm làm việc theo kế hoạch, giải quyết công việc theo quy trình, điều hành theo quy chế. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn đội ngũ cán bộ cơ sở tiếp tục gần dân, sát dân, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của dân, là cầu nối giữa chính quyền và nhân dân, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.